Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với phụ Tùng Tí Ho anh em cô chú ơi. Rồi, chiều tình làng với anh em một cái máy xương cá, clip số 204 anh em cô chú. 204 anh em ơi. Rồi anh em mình vô ly tà móc câu cái sườn lóc giấy nữa nè anh em cô chú. Anh em nào muốn mua sườn lóc giấy quay A, GS, quay S hồi nào mình cũng có sẵn anh em. Nói chung là nó bụi bặm chứ nó đẹp tuyệt vời vậy nè. Nõn nà vậy đó. Cái lóc máy anh em coi nè. Nó dán băng keo và tắn tươi nè anh em thấy không? Nè nè nè, giờ thấy tắn tươi nè. Nó đồ giấy mới đã chứ. Mất 100 200 gì đâu bộ này. Hơn họ không có nhiều tên á, 100 200 ngàn mà cái độ bền của nó anh em biết gấp đôi gấp ba lần ta. Trời ơi, cái chân của nó nè, chỉ cần rửa xà bông ra một cái thôi anh em nè, thấy không, nói là có thiệt, rửa xà bông ra một cái thôi anh em. Mời anh em cô chú mình tiếp tục ly tà móc câu nữa đi, rồi bắt đầu mình sôi cái máy xương cá liền cho nó nóng anh em. Đây vô vấn đề cho anh em coi một cái máy xương cá này, clip ha nhiêu ta 86 bên kia nè anh em ơi, còn đã lắm nghe, thấy vậy à mà mê anh em ơi, cũ đề như chưa chạm luôn anh em ơi. Để hơi tháo ra mò thì chưa thấy dấu chạm, rồi khám rồi cốt nhông cái nữa. Có đồ chơi anh em, trời cốt đạp nè, được rồi, vô mấy cặp phuộc luôn anh em ơi, cho gửi mấy cặp phuộc chứ coi, phuộc phuộc cá số 1 là anh em cô chú. Xương cá cặp này là cặp số 1, giá 450 ngàn anh em. Lý do nó rẻ là anh em biết gì, ở ngoài này họ quẹt quẹt cái sơn cỏ, anh em về tẩy nó ra, còn không tẩy thì thôi mình đi đồng đi bưng mà gì hơi hám cá cái màu đó đó, hơi nhúng hết riêng luôn nè, không xì luôn, bán như bán cái phôi cho anh em chứ có gì đâu, mở này chất lượng không xì luôn, cặp số 1 anh em đã lắm anh em cô chú. Nè, lấy cỏ họ quét quét mấy ngoài tí xíu chứ nước sơn ghiên tông còn đẹp lắm. Cái hiệu nó nè anh em, KTLN cậu yêu tôi với cái ti nè, có 450 ngàn y như rẻ hơn phục cai pha Việt Nam Đài Loan rồi, như phục Trung Quốc chứ có gì đâu anh em, đã lắm phục này, bao với anh em lúc tại hơi 450 ngàn anh em ơi. Cặp này 500 anh em, cặp này còn giữ nữa. Cặp này cũng không xì luôn, sơn ghi đẹp nha. Xương cá nữa nha anh em cô chú. Cặp này test rồi không có xì. 500 ngàn cặp số 2 anh em cô chú. Thẳng băng nhúng khoa pha luôn. Rồi, hai cặp phuộc, cặp 450, cặp 500, hai trắng ba nữa anh em, trắng ba xương cá luôn. Trắng ba này 3,5 kg nha anh em cô chú. Trắng ba xương cá cái môi mà nhỏ nó nặng dữ lắm. Ốc tán tương tất ha, trắng ba ngon lành nước sơn. Dút dốt vậy nè. Chung đẹp chứ không dốt anh em. Dút. Sơn về so với anh em là quá quýt rồi. Còn cái tán cổ này nó cũng tán phao luôn mà nó hơi có dấu nhẹ nhẹ nè anh em, có dấu đục nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nhìn nó cũng chưa phân hủy, có dấu thì báo có dấu. Trắng tươi tương tất ngon lành. Rồi giá con cây này chỉ có 250 thôi anh em cô chú. Rồi cây này, cây này cây số 2 300 ngàn anh em, tán chưa có dấu đục nè, nước sơn chấm vàng nè anh em. Đó, con này đã ha. Sơn nè. Quá phát không? Rồi cây này 300 anh em, cây số 2. Xương cá luôn anh em ơi, cây số 2, cá 2 nè, cá 2 là 300. Clip 204 anh em cô chú. Rồi bây giờ tập trung vô cái bộ ốc này cái nữa là tháo liền cái máy anh em ơi. Bộ ốc nè, bộ ốc 2014, trời ơi nó vàng khe vậy nè anh em. Mới vậy đó, zoom gần cho anh em coi nè,
Ôi về quá tại gần không thấy anh em ơi. Nè coi phong thủy cái móng ngựa đi, cái lò xo đi. Rồi vậy là thấy hiểu đó rồi. Đây nè, trời ơi. Dốc dốc vậy đó anh em cô chú. Rồi bộ này 350.000 anh em. Hút mấy con vàng chân. Ui tấn phao rồi anh em ơi. Nổi con ốc ti này không, ốc buộc sao chưa mở này không tới tiền rồi. Ui đã quá, 350.000. Nó nhiều đó đó. Rồi chúc anh em cô chú lúc nào cũng gặp nhiều may mắn, lúc nào cũng thuận lợi anh em ơi. Suôn sẻ trong công việc là làm ăn phát tài thôi anh em cô chú. Giờ tháo cái máy liền, chiều tải cái manh bao ra làm như mà lắc bầu cua cá cọp á. Anh em chơi bầu cua cá cọp có khi còn hên xui chứ. Mua đồ phụ tùng tí hon là về là có lãi à, anh em ơi, không có lỗ đâu. Lỗ tí hon bù cái tân à. Rồi tháo liền anh em ơi. Rồi nhóm ra bộ lửa đã quá đã anh em cô chú ơi. Lửa tuyệt vời luôn. Sơn đề đồ tắn phao rồi anh em ơi. Lửa dốc dốc y như hình anh em ơi. Đã quá. 2007 là có thiệt anh em, nói số 7. Củ đề chưa chạm anh em, củ đề này bán rẻ anh em, 300 thôi anh em cô chú. Chạm nhẹ te. Tay tôi mỏng vỏ mà, mỏng dao tôi lăn gì còn đi anh em thấy nhẹ. Tay gã máy tối ngày nó mỏng ghét, quay không nổi luôn anh em. Ốc chưa chạm. Chưa anh em ơi, chưa chạm luôn anh em cô chú. Rồi bán rẻ anh em, củ này 300.000, nó lẽ 350 á, củ chưa chạm rồi đâu có ít, ít có ai bán 300 lắm anh em. 207 á, chứ không phải chơi nha, nhẹ te, im ghe. Cái đít mới tinh rồi anh em ơi, xe này khá đẹp. Thấy nó dốt dốt qua tầm tưởng đâu nó dợp dõm ha, bán cầu toàn sợ nó chạm rồi. Mất công anh em chốt rồi phiền hà. Tháo rồi vậy chắc ăn, cục lửa và ngới anh em. Cái nắp đẹp nè. Chút dốt vậy nè. Rồi bộ 3 nắp với 4 nắp với lửa này bán anh em 1 triệu thôi. Bán rẻ cho nó đi cho lẹ cái anh em ơi. Mời gã tiếp anh em cô chú. Mấy ngày nay lu bu lo ba cái xe gì cơ giới nha. Tập lum công việc không gã. Ngưng hết mấy video anh em. Hôm nay tranh thủ về phục vụ anh em cô chú liền. Rồi giá có 1 triệu bộ lửa 4 nắp cực kỳ anh em. Full lửa luôn. Rồi máy xương cá còn đã quá anh em cô chú ơi. Trời ơi cái bê tông nè. Tới công chuyện rồi anh em ơi. Để chút xíu nữa soi kỹ cho anh em coi tấn phao. Rồi cái nồi nè anh em ơi. Rồi ro không rách luôn. Có lý anh em cô chú. Ô nồi chưa chạm anh em. Nồi chưa chạm là có thiệt. Con cái nhớt hơi tối rồi chứ còn bá phát luôn anh em ơi. Nồi này bốc dữ lắm, tôi chạy thử rồi. Cắt ngọt ngào mà không có hú nhiều. Tháo tiếp ra nữa anh em cô chú. Coi cái nhâm này, cái lý do gì mà nó hú không nhiều, lý do gì. Đây, đôi sọc xéo đẹp anh em. Quá đã. Vậy đâu có hú nhiều, gió gió phải rồi. Sọc xéo còn nữa. Chưa chạm anh em. Kệ nó dốt dốt vậy đi, giá nó mềm nhưng mà nó bền, nó chắc anh em cô chú. À, nó chất lượng. Hú vừa phải. Tháo ra nữa anh em ơi. Rồi, tháo xong rồi anh em cô chú ơi. Tập tung vô quay liền, nhớt này nó hơi tối tối nhưng mà chất thì nó vẫn chất nha. Xương cá nè. Ua đồ xương cá nè, má không có la thiệt rõ ràng. Chất lư anh em ơi. Cũ gì cũ đi nữa, cái kiểu mòn của nó cũng dễ thương nữa. Vô một số cái cho tấm chỗ anh em cô chú. Thấy cốt nhồng đó không? Còn 70-80% thôi không? Thấy gì đâu, có khớp khiết gì đâu. Ngon. Cốt thép này chạy biết nào mòn đó anh em. Loại xương cá nó lì đồ dữ lắm. Không có mọt mẹt cái gì đó. Nhưng mà không có tẩy tang cái này mà mấy cái chai xúc bình xăng con á anh em. Xịt cái nó tắn phao à anh em. Lên quay đồ cọp rồi gì đó. Hờ beo rắn rít gì của người ta đó. Thôi thôi. Để mộc mạc về quay cho anh em coi nè, sọc xéo nè.
tôi bùa độc lắm, cái gì tôi không biết đâu, mà có cái không có được, phải làm cho tệ hơn mà anh em mua nó mới không có dở mộng, chứ còn làm tốt hơn thì sai lầm, mua dở mộng hết. Bởi 10 tôi còn dám tả 7 cho anh em mua mà. Chứ còn 7 tả 10 thua. Tại vì nó qua cái điện thoại nó đã đẹp lên rồi mà tả dốc thêm cái nữa thì nó quá sức tưởng tượng anh em cô chú. Anh em thấy thực tế là cái răng nó không có mọt, không có mục, không có khớp. Đó là cái độ chất của nó vậy á. Chỉ cần mình xịt cái loại dung dịch rửa tắn lên cái nữa thì nó thành cọp gì đó chứ không có gì hết. Ở đây thì cho đi đấu C1 đây nè, có nhâm nhâm nhẹ nè, nhưng mà cái này sọc xéo nó còn là không có hú ha. Thấy nhâm nhâm không? Đó, sọc xéo còn. Sọc xéo còn. Tại số 2 coi. Số 2 không có nhâm anh em. Trâu quá dữ anh em, sọc xéo còn khá. Được tương đối nè, bộ này không có hú à, bao anh em một số này không có hú. Cốt đạp. Rồi cái bộ này bán cũng hữu nghị cho anh em 500 ngàn anh em ơi. Xài cho nó đã chơi. Xương cá này mà 500 ngàn thì anh em mua mà có sai lầm ha. Tôi bảo đảm với anh em là tôi nghỉ bán đồ xe liền. Chất lừ luôn, cốt nhông còn 70-80% mà không có hú hí gì đó. Đó, báo số nè, heo nè, cốt nè, dấu hỏi nè, đầy đủ hết cho anh em luôn. Năm trăm ngàn bạc. Cái lốc mỏng nè, mỏng xương cá đầu nồi chưa chạm ngàn, xe này hoàn toàn chưa chạm anh em, mới tháo lần đầu nè. KFM từ 8 là 2007 là có thiệt nha, nó chính xác của nó luôn á. Bạc đạn của nó dễ chứ im im dữ lắm, không có rơ. Bà quên cái anh em biết nha, cái bạc đạn xương cá mà anh em để trong này nó không có rơ nha. Nhưng mà tháo ra ngoài anh em lắc có độ rơ nhẹ mới đúng của nó, là đồ zin nó phải vậy đó. Đồ zin nó là món nào nó cũng có độ rơ nhẹ hết. Lóc hơi tối này mà chất lượng. Răng cỏ là khỏi bàn. Bơm nhớt của nó là khỏi chê vào đâu hết. Ôi giời, cái lóc này bây giờ bán anh em nhiêu ta, bán 200 ngàn rẻ quá rẻ hả ta. Thì nó hơi đen, vệ sinh đâu có nhiêu dầu đâu ta. Bán anh em 200 thôi anh em cô chú ơi. Rẻ như đồ Trung Quốc mới có gì đâu. 250 thì nó vừa. Đó, bắt đầu vô cây dên cái nữa đi để nó dính bụi. Dên xương cá anh em với anh em lưu ý cái nữa ha, cây dên ráp vô đó, nó cho nó chạy qua chạy lại nó thon thả kệ đó, anh em đừng có chim cứng. Chim cứng mà nó xào bạc đạn đó, nó mau chứ nó mau khóa tay này lắm. Cái độ gin của nó lúc nào cũng có độ gơ nhẹ hết. Tới năm này anh em thấy chưa có lỏng nhiều nữa, chưa lắc ngang nhiều ha, nhịp nhịp xíu. Không có rổ riết gì hết anh em cô chú. Cái máy này nổ nó im thình thịch thình thịch thình thịch. Anh em nào muốn nghe test cái máy này bên clip số 86 phụ tùng xe giá rẻ tí hon, anh em kết bạn Zalo tôi gửi cái đường link qua, muốn mua thì gửi qua cho coi. Tán nồi này phe nồi chưa có dấu tích gì hết, nó im dữ dằn im cái máy này anh em. Dên chất lư luôn, đầu tay khỏi nói, trên này bốc lưỡng anh em ơi. Rồi bộ dên đầu lòng này để quay cái lòng cho anh em coi, cái luôn buộc sơn cam ghim theo xe luôn, chưa chạm luôn chứ, nãy chưa tháo cái nắp mâm lửa luôn em. Bán cái giá cho anh em nghe một cái đứng giữa tường nha, chứ đứng khơi khơi ngoài là báo cái giá một cái té đập đầu. Quay cái lòng cái nữa cho anh em coi nó đã cái này báo. Rửa cho sạch sẽ cát đất cái tôi đẩy bê tông vô luôn. Trời. Sợ dính mà cái cát dữ lắm, bê tông đẩy dính cát cái bó tay phá sản cái bê tông liền.
không phải nó hư cái gì mà nó đã nó uổng anh em cô chú. Ta chạy mấy chục năm không tày, mình ẩu chút xíu và sọc ngang nè, tới chân không nè, anh em coi cái đường này, ngay tay tôi tới chân không, trời ơi chiếc xe, ôi ơi, chiếc xe này nó già cỡ này mà cái bê tông nó đẹp vậy đó nè. Nè KF nè, KF quê bên kia thế nào cũng có AGT à, tại vì cái thằng rồi sọc ngang à, tại vì cái thằng xương cá nè, FA anh em nó có hai hãng nha, HFA nè. Đó, anh em thấy sập ngang không, nghiêng nghiêng dầm thấy tới chân không, hết biết cái lòng này thiệt chứ, nó ăn nhẹ ta lưng có tí xíu à. Cái đầu lòng này tôi bán rẻ cho anh em là biết cái màu này nó hơi dở nè, màu ngoài này nè, không phải dở cái gì nhưng mà nó không có đấu C1 được chứ nó không có gì dở đâu nè, cái màu nè, ông nội nào ông rửa su mô rửa thuốc thì nó mất cái chất chì đi. Nếu mà nó còn cái chì mà bê tông này một cái là anh em thấy cái cảnh cái giá nó lên ngất ngưỡng luôn. Bây giờ tôi chế nhớt tôi đẩy vô cho anh em coi sọc sớ bê tông nó cái rồi anh em mới nóng lạnh tới. Rồi báo cái giá ngay đứng giữa tường chuẩn bị đi. Nó đủ sức nhớt vậy mới đẩy vô. Anh em thấy sọc xéo cái lòng nè, zoom gần lại cho coi nè, thấy không, chưa có dấu mòn nè, thấy không, có giấy mà giữ nó rồi sọc mặt giống nó ra nè, chưa có dấu bóng luôn, thấy không, mặt giống ra, trời ơi cái bê tông bạc này khủng khiếp ta. Rồi dên đầu lòng bù rong xanh cam này, mấy bữa nay đỡ anh em đợi lâu quá, bán nhiêu giờ không lẽ bán 2 triệu rưỡi 2 triệu 6 mới đã ta, mới vừa nó 2 triệu 8 luôn, mới vừa nó vậy đó. Rồi bán anh em là giá nghe cái té ghế chơi, 2 triệu 200 ngàn, dên chuyển khoản anh em tự tả tiền ship nha. Hôm nay bán cho anh em hữu nghị cái, anh em đợi qua nay lâu chứ ngàn qua là 2 triệu rưỡi á, tại bữa nay qua đi công chuyện, bữa nay để anh em đợi lâu bán qua giảm giá, tri ân khách hàng, tri ân anh em cô chú đợi chờ. Bao giờ mà giá rẻ như bây giờ, 2 triệu 200 ngàn, dên đầu lòng ếch tăng đa, xương cá, mặt giống ta nên sập sớ tới chân. Phun luôn bù rong trên cam ốc đậu. Anh em nào nhanh tay nổ tài khoản cái bập chứ không có đợi mơi, anh em nào chuyển tước tông điêm cho đi luôn. Đợi mơi anh em không mua cái nó mất duyên, tức chứ không gì. Trên cam ghiên không hú hí gì luôn. Bánh tăng bánh lòng thôi nó mới chát luôn. Xe này vậy mà ít chạy. Đó, hai con ốc nè anh em coi nè. Cái bộ nồi anh kia chú chốt luôn rồi anh em ơi. Chơi lúa non luôn rồi. Ông không có coi gì tới, ông kia bán ổng bán luôn vậy đó. Rồi cái bộ ốc nè. Ủa nồi 1,5 triệu anh em, bán lúa non cho ông lấy ông 1,2 triệu thôi. Thấy ảnh tốt chứ mình, ông không có coi, không tin tưởng. Bộ ốc này 1,5 triệu anh em có chú. 1,5 triệu nó lôi theo này nữa nè. Ống sáo của xương cá nè. Lò xo nè. Xương cá này là nồi đồng cối đá nha anh em. Đó, đốt chùm nhăn mũi coi, đốt nhăn mũi hùm beo gắn gít không sợ, tôi sợ mũi. Cái nào cũng đã rồi nè, giá 2,2 triệu trên đầu lòng nó rẻ thiệt nha anh em cô chú, đó là có thiệt nha anh em, không phải tôi nói rẻ tôi bán tùy ăn khách hàng á. Hãy tính nói 2 triệu tư luôn anh em, lỡ nói 2 triệu 2 không bít tông bạc thấy lết không chịu nổi. Trời ơi cái bộ lửa này, có 1 triệu bạc anh em nào lấy lửa không bãi tông. Thất đề ghiên luôn nha.
cái này dính vào cái dầu nhớt, nhớt màu đỏ nè, chứ không có xét nha anh em nè, tăng tươi nè. Để tôi chùi cho anh em coi cái, tại cái chế cái miếng nhớt màu đỏ vô. Túng cái bình nhớt đỏ nè, tăng tươi nè. Nghe không? Ngâm nhớt màu đỏ vô cho nó, cho anh em. Hớt đề ghiên chưa chạm là có thiệt nha. Bộ này đẹp nha anh em, chứ không phải giỡn, chứ không phải nói giỡn nè. Tắn phao trong ngoài ê măng chưa tày tụa, còn tắn phiếu luôn á, tại nó dơ. À, hai anh em đón phong thủy, hai con thằng lằn này biết nó dữ rồi. Gai châm chỏm luôn, chưa mòn. Bục lửa anh ta nè. Hết bộ này full luôn, 1 triệu anh em, anh em nào lấy lửa không bãi tâm nè, dưới sơn ta còn nào luôn nè. Rồi củ đề này chưa chạm 300. Bình xăng con độc đáo lắm anh em, xăng con đẹp, bê tông gai cũng không có liếm lát gì đó. Xăng con combo bãi tâm anh em. Rồi bộ sườn lóc giấy xe này căng đẹp xuất sắc luôn, tiểu sáo. Rồi hết đồ anh em ơi, chúc anh em cô chú luôn luôn may mắn, luôn luôn gặp nhiều thuận lợi trong công việc anh em. Anh em nào thấy mấy cái máy này nó đã mà nó rẻ quá, giới thiệu cho nhiều người xem, nhiều người mua cho anh em cô chú. Bữa nào cũng nghe người này giới thiệu người kia mua đồ, trong lòng thấy vui, càng ngày hả vui là bán rẻ anh em cô chú. Bấm cái ngón tay cái quay lên ở mé bên, bên đây là bên gì đó, bên tái mà, giữa màn hình anh em cô chú. Bấm chữ đăng ký bên phải, đăng video nào lên cái anh em cô chú cũng xem cho nó đã mà không có tốn tiền. Rồi chào anh em, chào cô chú.